Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức giải trí Dee News, và ngay sau đây hãy cùng chúng mình điểm qua những thông tin đáng chú ý trong ngày. Mới đây, tiếp viên của hãng hàng không quốc gia đã đồng loạt treo hashtag We Apologize để thay mặt đồng nghiệp xin lỗi, đồng thời mong muốn được đối xử văn minh. Cụ thể thông tin này ra sao thì hãy cùng Dee News tìm hiểu kỹ hơn. Sau vụ việc của bệnh nhân 1342, nhiều người đã có cái nhìn không tốt dành cho các tiếp viên hàng không, đặc biệt là hãng bay mà bệnh nhân này làm việc. Được biết, đã có những hành động không tốt dành cho các tiếp viên, khiến họ lo lắng và cùng nhau lên tiếng xin lỗi, bày tỏ nỗi lòng của mình. Tiếp viên hàng không đồng loạt treo hashtag We Apologize. Những ngày gần đây, tình hình dịch COVID-19 căng thẳng trở lại khi xuất hiện ca nhiễm ngoài cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin trước đó, thì lỗi phần lớn là do bệnh nhân 1342 là nam tiếp viên hàng không đã không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về việc cách ly phòng dịch, khiến COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Sau khi thông tin về bệnh nhân 1342 được công bố, có không ít người đã lên tiếng chỉ trích, đả kích bệnh nhân này và cả những tiếp viên hàng không đang làm việc cho hãng. Thậm chí đã có những hành động quá khích xảy ra, làm ảnh hưởng tới các tiếp viên khiến họ phải lo sợ. Chia sẻ trên mạng xã hội, các tiếp viên này cho biết họ rất tiếc về sự cố của bệnh nhân 1342 gây hậu quả lớn cho cộng đồng. Rất nhiều tiếp viên là nhân viên của hãng hàng không quốc gia đã đồng loạt treo hashtag We Apologize, đồng thời cùng nhau thay mặt đồng nghiệp của mình là bệnh nhân 1342 lên tiếng xin lỗi, mong cộng đồng tha thứ và đối xử văn minh. Cư dân mạng lên tiếng, lỗi ai thì trách người đó. Trước động thái của các tiếp viên hàng không, cư dân mạng đã lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình. Họ cho rằng những hành động không tốt dành cho các tiếp viên là điều không nên có, đồng thời khuyên mọi người chỉ nên trách người có lỗi và chờ họ nhận hình thức và xử lý theo quy định. Cùng xem qua một số bình luận của cư dân mạng. Bạn nam tiếp viên kia quả thật có lỗi, vi phạm quy định cách ly, đáng bị xử phạt. Nhưng các tiếp viên hàng không từ Bắc tới Nam họ đâu gây ra tội gì mà làm vậy. Các tiếp viên hàng không là những người từng bay vào vùng dịch để giải cứu người dân Việt Nam. Hãy nghĩ tới những điều tốt đẹp của họ, đừng chỉ nhìn thấy vấn đề trước mắt mà trách tất cả như vậy. Rồi mấy đứa nói này nói nọ tính là page anti tiếp viên hay gì, đúng là vô lý hết sức. Nghe chuyện mấy bạn tiếp viên mà thấy thương, mọi người nên phân biệt rõ nguồn cơn từ đâu, đừng trách hết các tiếp viên như vậy. Dịch Covid-19 tiếp viên đã rất khó khăn rồi, họ còn thực hiện nhiều chuyến bay giải cứu nữa mà giờ bị quay lưng như vậy quả thật không đáng. Hiện tại sau hành động treo hashtag, các tiếp viên hàng không đã nhận được nhiều lời an ủi, động viên và ủng hộ từ cư dân mạng. Hy vọng những lời nói, hành động xấu xí kia dành cho các tiếp viên hàng không sẽ không còn và mọi người sẽ sớm vượt qua được thời gian khó khăn vì dịch Covid-19 này. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Dee News sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo.